Hôm nay mình sẽ nhiều chuyện một tí về sinh học, mặc dù mình rất là dốt về sinh học. Cái đảng Cộng sản á, nó luôn nói là người này bị nhiễm virus là F0, rồi F1 là nhiễm từ F0, rồi F2 là người nhiễm từ F1. Tương tự như vậy, mà nó không bao giờ nó tự tìm hiểu là tại sao có F0 ở tại Việt Nam. Theo cái định nghĩa đó là thằng F1 sinh ra từ F0, mà rõ ràng nó không biết F0 ở đâu ra. F0 không thể nào là từ đất nẻ chung lên hoặc là từ trên trời rớt xuống mà có F0. Thì nếu mà nó không thể nào tìm được tại sao F0 nó xuất hiện á, thì nó sẽ không thể nào nó khẳng định đó là F0. Có thể là F0 nó bị nhiễm từ F âm 1, rồi thằng F âm 1 nó bị nhiễm từ F âm 2, thì làm sao mà truy lùng ra cái thằng nào là thằng F âm 2, rồi thằng nào là thằng F âm 3, rồi tới lượt thằng nào là thằng F F vô hạn, đúng không? Cho nên theo ý của mình, cái virus từ cái viện Vũ Hán của thằng Trung Cộng đó là F0. Ở Việt Nam có thể khẳng định F1 là những cái thằng Trung Cộng, những cái thằng Tàu Cộng đang sinh sống ở Việt Nam, tại vì mình không biết nó vô Việt Nam từ lúc nào, thì nó là những cái loại F1. Và tương tự như vậy, những cái người mà nó nói F0 bây giờ có thể là đã là F2, lây nhiễm từ những thằng Trung Cộng. Và tương tự như vậy bạn có thể cộng lên. Đó là cái suy nghĩ của mình.